nghe nên im lặng luôn. Đàn ông vậy đó, không nói thì kêu không nói, mà nói hoài kêu là nhai ngải, nói hoài cảm ràm mệt đó đó. Nhưng mà anh chưa bao giờ nói em cảm ràm. Ôi ở đó chưa bao giờ nói luôn. Thôi cái này về viết thơ rồi nhắn tin thì em có nói rõ ràng luôn. Bây giờ là nếu mà anh có thiếu gì em không nói được thì em cứ nhắn tin. Đúng rồi. Không phải ghi với bản. Ừ, hôm nay là ông đang thiếu cái này nè, thiếu cái kia, đừng làm này đó. Em nói vô Facebook nhắn tin bút. Rồi còn bên đây cho em nói hai điều được không? Ủa, hai điều luôn. Hai điều, một điều ít quá. Anh Linh nói một thì nói một thôi. Thì hôm bữa chương trình Vợ Chồng Son là nói một mớ rồi. Thì bây giờ là em nói một mớ là hôm trước chưa có. Vậy sao? Nó phát sinh đúng không? Dạ, phát sinh ra. Chồng em được cái là ngược lại với bên này. Tức là rất là quan tâm tới con rồi kia thứ mà không quan tâm tới vợ. Thôi vậy cũng được rồi. Xung phong lắm chị. Đúng rồi, không kéo được đâu. Rồi tắm rửa cho em vậy là được. Làm rừng rừng hết trơn luôn, quăng cục lơ cho em luôn. Không, không được. Không được luôn anh, thấy không? Phải đều hết luôn anh. Ai sinh ra con cho em đưa em đi học? Ai sinh ra con để em có người gọi bằng ba? Vậy thì cái người đó mình phải chăm sóc, phải quan tâm người đó. Anh phải bên phe em chứ anh? Không, không luôn hả? Không, không luôn. Anh không là luôn. Người trung gian là không có phe ai vậy đó. Biết rằng đôi khi anh cũng dạ, giống như em. Nhưng mà ở đây đôi khi mình phải nằm mình suy nghĩ lại. Trời ơi, ngược. Tan. Làm chồng mà phải hiểu. Trời ơi, em nói anh nghe, phụ nữ họ đòi hỏi nhiều lắm. Anh đừng có chiều họ, tại vì càng lớn tuổi phụ nữ họ càng sâu sắc đồng thấm và họ càng đưa ra những cái lý do mà nó vô lý lắm. Ui, nhưng mà họ sẽ trở lên thành một cái đứa trẻ vậy. Em kiểu anh đừng như chăm vậy là ok không chăm em, nhưng mà chị Phượng không được. Tức là chị phải muốn giống như kiểu ôm ấp hôn mít thì phải ôm hôn mít con luôn, mà vấn đề học đâu có thời gian làm chuyện đó. Mà anh ơi, già rồi đó, bây giờ một chục tuổi thì anh hôn con rồi sẵn anh là bộ anh đâu chứ mà để ý đâu, kiểu như anh có nha, anh có hôn con xong hôn em nha. Ồ, 8 năm lần. Trời ơi, có, mỗi lần tôi đi làm buổi sáng tôi đè tôi hôn lúc đó. Tất cả mọi người vẫn còn say nồng. Và em có hết hết hồn mở mắt ra, xong rồi ngủ tiếp. Em hôn đều quá, em bị làm hôn đều quá luôn. Được, vậy được. Được đó. Dạ. Cái gì nữa không? Thì đó, cái đó là điều thứ nhất. Rồi. Điều thứ hai. Điều thứ hai em bonus thêm là cái lý do tại sao mà ổng hời hợt với em. Tại vì là cứ mở miệng nói chuyện câu trước câu sau là gây lộn, chán quá không nói nữa. Kiểu mà nóng vội anh, khi mà mình chưa kịp giải thích cái lý do, mình chỉ mới nói ra cái ý đầu là đóng ông nói cái lý lẽ của ông, cái mình kiểu như bị mất hứng anh. Thôi tắt bếp luôn, khỏi nói luôn. Rồi xong mới nói hơi hé ra một cái thôi. Ủa chồng sao hồi hôm qua về trễ nè, bắt đầu chàng gian đại hảo tôi muốn nói trốn biết sao vậy, ABCD rồi được kêu hồi xong. Mệt quá, em mệt quá, em nói thôi rồi, thôi muốn làm gì làm đi, thôi không nói nữa. Đây nẹt bô hoài luôn, nẹt cô hoài, nói là nẹt hết xăng luôn, nẹt hết xăng luôn. Xong rồi em im, bây giờ em nói gì nữa? Nói sao dạ. Nẹt nữa đúng không? Nói sao nẹt nữa, nên thôi im. Rồi đó gọi là đánh phủ đầu đó. Nghe là phải nghe cho hết đầu đuôi câu chuyện. Em không nói gì nữa, tại sao em không nói? Nhưng mà em nói là em nói là cái do đó là không phải vậy, em đem giải thích chứ. À mà cái tốt hơn nữa là khi mà ông nói câu chuyện này xong rồi ông quẹo ra, ông đi một cái câu chuyện xa lắc hay là cái mình quên nó kỹ đầu trang đây, y chang. Ê, ông nói một cái luôn. Câu chuyện ông đi xa luôn. Đâu đi xa rồi. Một hồi là giống như là ông không có sai luôn á, đi sai á, đi xa luôn. Ông vẽ một hồi là đi xa mút luôn cái câu chuyện đó luôn á, hồi khi mình quên luôn cái câu chuyện. Đúng rồi, mình tính đó. Thôi nghiệm lại nó, ủa cuối cùng là mình có lỗi. Phượng đòi hỏi những cái vô lý là vô lý như thế này. Thí dụ vậy em nói giờ hôm nay em đi uống vài ly với anh Hoàng đi. Ừ, xong hồi cái này sao giờ này chưa về, sao đi lâu vậy, đi với ai được kêu hỏi. Ủa nó đi với anh Hoàng rồi, bắt đầu hỏi cái em mới kể là trong gặp anh Hoàng gặp ai rồi kể sao kể hết. Bắt đầu em kể thì em mới kể câu chuyện luôn, cái mồm bỏ quên hỏi lý do tại sao bắt em đi với anh Hoàng. Tại em hỏi cái bà quay qua la em, nó tại sao ông nói nhiều, tôi hỏi có lý do tại sao ông đi với anh Hoàng không kể ăn nhậu ông làm gì cái mồm bỏ quên. Ta làm MC thì dẫn chương trình nó phải có từ đầu luôn, dẫn vô đề. Đúng rồi anh, em nói anh nghe, em sợ nhất là cho đi, đã cho đi rồi đúng. Thì cái chuyện của người ta đi và người ta muốn làm gì là miễn sao là nó đúng trong cái khoảng thời gian đó hoặc đúng cái câu chuyện là được rồi, cho đi hay hỏi đó. Mà đã thề là em với Hoàng không có gái, mà bà cứ nói có con nào ngồi, có đứa nào ngồi không có một ai, hai mà ai không thề được trời. Hình đăng Facebook cũng một mấy thằng trai ngồi, vậy con gái là đứa nào? Trời, đăng Facebook thì mấy đứa gái né ra. Có ở đây nguyên nhân lý do. Trời ơi, anh lấy lại nhiều lý do phụ nữ luôn. Với lại mà đã cho đi rồi đúng thì là đó, là tụi đã đến tới đó rồi, còn hãy cho đi xong rồi hãy có chuyện mà nhắn tin. Làm gì vậy? Đúng rồi. Đi rồi mà để con hỏi lại. Anh Hoàng, anh em mình là con có học. Đã
đại học dạ hết rồi. Quý Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bếp Chiến. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau để cùng gặp gỡ những cái cặp vợ chồng rất là dễ thương, duyên dáng quý vị ha. Đầu tiên xin giới thiệu Hồng Phúc và Quỳnh Phượng. Và cặp danh hài, đổi cặp danh hài. Đó là Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm. Mình lấy nhau bao nhiêu năm rồi ta? Dạ 12 năm ạ. 12, bên đây mấy năm rồi? Dạ 10 năm. 10 năm. Thằng ngủ số cũng khủng lắm mà nha. Vậy chắc ủa vậy mình đám cưới sao luôn vậy đó hả? Anh 2010 phải không? Đúng rồi. Em 2008. Ồ, ghê thiệt. Thì cũng sát sát nhau rồi, nhưng mà như vậy thì chắc chắn là hiểu ý nhau nhiều lắm rồi. Em hay hiểu ý Hoàng Mèo hay là Hoàng Mèo hiểu ý em nhiều hơn? Nhiều khi em thấy hai chồng chả hiểu ý. Nhiều cái gì phim chưa hiểu luôn á. Bây giờ cũng không hiểu, bây giờ cũng gây hoài rồi. Gây hoài. Mười năm rồi đó. Gây những cái mà nhỏ nhỏ cũng gây luôn. Mà hồi xưa là em chứng kiến cặp này giận nhau hoài à. Mà vui lắm, em cũng có mấy lần em có đốt nhà nhỏ nhỏ à. Hai vợ chồng này, hai người này không biết hồi đó giận nhau hay gì á. Có bữa bà này bà không đi diễn, cái em phải qua em đút giùm cho nhóm bên này. Diễn cái vở nụ hôn đó anh. Nụ hôn thiệt giống vậy. Đâu có dám đâu anh. Ừ, nói cái vụ hung anh nó thiệt á, nghệ sĩ với nhau mình cũng hiểu nhau, nhưng mà mỗi lần mà hung người quen á thì hoài không nổi. Ví dụ người lạ đó thì đóng cái cảnh hung nhau nó tự nhiên luôn, người quen khó mà ngăn gì lắm. Bởi vì nhiều lúc em cũng muốn đi tìm người lạ đó. Cái tán nha. Không để đó, em giờ em không có gây lắc nhắc nữa, em ghim dồn vô. Một lần thì phải gọn dục ra ngoài một lần thôi. Mà em nghĩ phụ nữ phức tạp á, anh Linh ơi, đừng có nên hiểu người ta. Giờ anh lấy 10 năm, 12 năm, 20 năm cũng đừng nên hiểu. Em cũng hiểu luôn hả? Không thể nào hiểu được, tại vì sáng nắng chiều mưa mà nói chung là nó rất là phức tạp. Đưa tiền nó cũng quýnh, không đưa tiền nó cũng quýnh. Mà giống nó cũng quýnh nó chứ còn làm kiểu gì nó cũng quýnh hết. Đúng rồi, anh ủng hộ em cái đó, đúng. Ghen, ví dụ như chăm là biết chứ không phải chăm khác. Em dùm nhìn cái vợ anh Hoàng thì sẽ thấy nhìn vợ người ta là cũng ghen nữa. Mà thực ra là tụi em nó anh Hoàng mình thấy gái rồi mình nhìn. Nhưng cái đó là đẹp. Đúng giờ, rồi. Bây giờ không đẹp, bây giờ ví dụ như hồi xưa lúc anh cua em đẹp anh bây giờ. Đúng. Bây giờ anh giờ không dòm nữa. Anh vẫn dòm hoài em, mà em có giờ cho anh dòm gì đâu. Hình như em còn bản lẻ dòm cái gì. Không dám không ơi. Giờ là không thèm dòm tới. Có khi nào tìm hiểu không? Dạ thì thật ra nói là hiểu thì mình cũng hiểu ở trong cái mức độ là gọi là mình tự hài lòng với bản thân mình thôi. Chứ còn nói mà nếu mà hiểu về sâu sắc, nếu mà hiểu hết thì đâu có cái chuyện mà gây lộn cãi nhau đúng không anh? Được. Ờ. 12 năm mà còn dạ. Vậy rồi. Thôi được rồi, bây giờ tụi tôi test thử coi hiểu tới chừng nào ha. Chúng tôi sẽ có những cái câu hỏi và hỏi những bà vợ xem bà vợ có đoán đúng ý chồng của mình hay không. Nếu trúng số 100 triệu thì chồng sẽ mua gì đầu tiên cho bản thân? Đó là một set đồ dưỡng da cho nam, B là một điện thoại mới, C là đồng hồ hiệu và D là một vàng âm thanh. Ngon lành hả chị? Thôi đây trả lời trước đi. Ngon lành. Đại Ngọc Cầm. Bắt đầu em thấy là không giống, không giống rồi đó. Em dám bảo đảm luôn. Nếu mà ổng có tiền á là chạm âm thanh chắc luôn. Chứ phải mua đồ dưỡng da hả? Không, ông này ổng không có dưỡng da, ổng ghét dưỡng da rồi lắm. Đi quay đi diễn thì nhiều khi ổng không tẩy trang, ổng rửa mặt không vậy đó. Còn Phượng nghĩ Phúc sẽ mua cái gì cho Phúc? Nói chung là đồng hồ với điện thoại thì 50-50. Hai cái kia thì không có. Tại đồ dưỡng da của ổng là ổng lấy quen ổng xài. Trời ơi, ghê. Bà đưa cho em không? Thôi anh xài đi hả? Đúng rồi. Tự nhiên em giờ đâu biết tẩy trang nha. Mới lấy được tẩy trang gì đúng rồi, xài dây đỡ heo đó. Hai người xài bộ thôi. Dưới da hai người giống. Dạ. Má hồng phải xài chung vậy luôn. Dạ, son cũng lấy chung vậy đó anh. Bà đưa em đánh cho đỏ khè. Xong rồi nó sao đi mua son em đâu biết đâu. Bà đưa tôi sao tôi xài. Bà kêu đi lấy mua son nữ đánh. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi hai người chồng trả lời có đúng với hai người phụ nữ hay không. Nếu như tôi trúng 100 triệu tôi sẽ mua vàng âm thanh. Đơn giản rồi, tại vì tôi người rất thích coi phim. Đó. Đúng quá. Ghê thật, chúc mừng lại 100. Em đã hiểu chồng rồi đó. Câu đầu tiên thôi nói. Nếu như tôi trúng 100 triệu tôi sẽ mua cái điện thoại mới. Cái gì mà vợ tôi hay coi lấy điện thoại tôi nó mua điện thoại tôi giấu.
Ý nó không có biết em có cái điện thoại nào hết. À có nghĩa là à, à hợp lý. Ủa sao vậy thôi, cái đổ lẽ giờ đổi lại điện thoại mới ta kỳ quá. Thiệt anh, em có hai cái mà bà cô lén em có cái kia em giấu riêng nữa. Em không có biết được. Hiểu luôn. Sao cái em này là không quay. Ngon á, này là ngon á em. Từ đồng hồ là bà mua em hoài rồi cho nên là dạ. Bữa Tết mới đi nhậu mất hai cái điện thoại, tưởng đâu không dám nhắc lại nữa. Chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo, nơi mà bạn muốn cùng vợ tạo ra những khoảnh khắc thân mật khó quên. A là ban công nhà cao tầng, hấp dẫn à. B là bãi biển bắt người. C nhà trên cây con rừng. Trời ơi, nhà trên cây mà con rừng. D là nhà sống trại. Bảo đảm mấy bả sai hết. Bảo đảm, bảo đảm luôn. Thôi em chọn cái đơn giản nhất đi. Nhà ban công nhà cao tầng. Trời mạo hiểm quá vậy. Không chắc cũng trải nghiệm cho nó rồi. Chưa anh, những cái kia là rồi, cái này chưa. Chọn cái này. Tối chứ. Là cái gì trải nghiệm hết rồi, trên cây cũng có luôn. Không có. Không có luôn. Mà bỏ trải nghiệm nha chứ không biết. Tức là mấy cái này mình có đi qua rồi mà có cái chỗ này là chưa có bao giờ. Không có, có một cái là chưa có mà nó đã mà. Lèo cắm trại hả? Không. Chứ cái nào? Chắc cái nào tự suy nghĩ đi. Có một cái mà nhìn cái nhưng mà giờ không không có được nghĩ. Nhưng mà em thích ở đâu? Theo em thích. Em thích ở đâu? Thích đó hả anh? Ừ em thích ban công nhà cao tầng. Tao muốn cho toàn dân thiên hạ thấy luôn anh. Tại vì ông này ông hay làm mấy chuyện khác người đó. Chứ em là em thích cái là nhà trên cây trong rừng đó. Trời ơi. Mạo hiểm quá vậy. Vắng vẻ rừng rú vậy đó. Hoang dã luôn. Hoang dã chứ quá. Còn mà ông này là ông hay làm mấy chuyện động trời khác người đó. Chốt đi, chốt đi. Chốt đi. Đê đi anh. Lều cắm trại. Dạ, đê. Này rất thường xuyên mà. Chưa bao giờ. Rồi. Bạn một cầm. Em làm chọn A, ban công nhà cao tầng. Trời ơi. Ôi ôi. Trời ơi. Tại chồng em đã làm điều đó rồi. Ôi gì? Buổi tối mát mát lắm mới hoàn. Đã làm, đã tạo khoảnh khắc lãng mạn trên đó rồi. Mà rốt cuộc là cái định đó đã bị sụp đổ. Đúng rồi, chết quá luôn á. Có người thấy đúng không? Dạ không, như cục bò. Em cái đó khác em, cái này là khoảnh khắc thân mật em. Ủa thân mật hả? Thân mật là gì lạ? Thân mật ở trong ngoặc kép mà màu đỏ em phải hiểu không? Thân mật muốn làm gì lạ? Khoảnh khắc ấy. Đúng rồi. Có cái ấy nữa nhưng mà... Cái đó em hiểu không? Cái đó là trong ngoặc kép và màu đỏ thì em phải hiểu. Đúng bình thường chứ đâu biết là cái vụ ấy đâu. Bây giờ cộng đồng mạng nó rất là sôi sục khi phát hiện đó, được đó, để trả lời lại đó. Nếu mà chọn mà cái chỗ mà thân mật á thì em nghĩ là ổng sẽ chọn bãi biển. Bãi biển hả? Bãi biển vắng người. Liều mạng quá ta. Chốt hàng nha. Chốt hàng. Tính chọn cho anh Hoàng đó nhưng mà thôi anh Hoàng chọn mình phải chọn lạ hơn. Bãi biển vắng người. Bởi vì là mỗi lần thấy cái những cặp đôi trên bãi biển là mình bị kích thích cho nên mình rất thích cái cảm giác bãi biển vắng người. Coi sao nó đã. Đi chàng luôn mà coi Hoàng chọn lại nè. Nhầm nhà rồi. Lộn nhà rồi đó. Lộn nhà rồi. Coi Hoàng mèo. Hoàng trả rồi. Lời rồi. Ông Hoàng vô lều cắm trại nè. Ủa chỗ khó không vậy? Không có thế luôn á. Anh thấy không có thế rồi đó. Thiệt. Giờ có cái này là lạ nhất nè. Được. Nhà trên cây trung rừng. Đơn giản là tại vì nó thứ nhất là nó lạ nè, cái không khí nó cũng ngộ ngộ nè. Với lại những cái mà nếu mà lỡ có cái gì mà nó gây cấn á thì nó cũng không có tạo ra cái sự ồn ào ảnh hưởng xung quanh. Nó cái này thế kia rồi. Em lộn cặp rồi Hoàng ơi. Đổi cặp đi. Đổi nhà được á. Rất là lạ đúng không? Lạ. Rồi như vậy là chúng ta không hiểu nhau rồi. Đổi ý, đổi chỗ cho nhau. Đổi thì tình huống thứ ba. Theo em thì chồng em sẽ giấu quy đen ở đâu mà an toàn nhất? A là dưới gầm giường, B là tủ quần áo của con, C là mở tài khoản khác, D là phía sau hình cưới. Ông mèo ha, ông thường giấu tiền ở những chỗ mà, những nơi nguy hiểm nhất là những nơi an toàn nhất. Có trong tủ quần áo mà không phải tủ quần áo của con mà là tủ quần áo của ổng. Ổng bỏ trong áo vest của ổng. Mốt đổi thôi. Phát hiện rồi đổi liền. Nghĩ là ở trong đó em sẽ không phát hiện ra tại treo ngời ngời trong tủ mà. À, đâu để à, đâu ai để ý mà đâu biết là em lục hết. Chỗ nào cũng lục hết đó. Em nghĩ là ổng sẽ để em tủ quần áo. Tủ quần áo của con.
mặt gian gian chắc mở tài khoản khác. Tôi nghĩ là giờ em chưa hiểu nhau đúng câu nào luôn á. Em nghĩ là tại vì cái dưới gầm giường với cái tủ quần áo con thì có thể là em hay phát hiện ra, nhưng mà cái phía sau hình cưới là độc lạ nè. Chắc không phát hiện ra đâu. Cái ông bỏ trong đó đó. Nhà có đeo hình cưới không? Hồi xưa con. Vậy bây giờ không có đeo thì nó để đâu, làm sao nó để đó được. Giờ đang sửa nhà nè, đang gợi ý được anh nó gợi. Không. Ông này ông không có giấu tiền đâu, em biết mà, ông không có giấu tiền đâu anh. Ông xài thẻ của em không mà. Làm sao mà em biết được xài tài khoản người khác hay sao? Chắc mở tài khoản khác đó. C đi anh. Rồi, chúng ta xem đáp án. Bốn cái đáp án này không có cái đáp án nào của Hoàng Nghèo làm hết á. Bây giờ không lẽ giờ nói ra nó lộ đúng không? Thôi không nói luôn. Theo bốn đáp án này thì Hoàng Nghèo thích nhất là cái gọi là cái tủ quần áo của con. Hay quá. Cũng gần đúng rồi, nãy ông đúng rồi. Quần áo của con của ổng thì cũng vậy thôi. Theo mình á thì mình sẽ chọn dưới gầm giường, bởi vì cái giường mới mình đang làm ở cái hộc ở dưới. Mình em thấy vậy đúng rồi, cho nên chưa biết. Cái nhà mình đâu có gầm giường. Ông khủng. Giường làm gì có gầm. Bởi vậy chương trình hỏi em mới khai thiệt, chứ không hỏi em không có nói luôn. Đừng giống nói thiệt. Tối nay giờ mà xới cái giường lên. Giường không có cái gầm. Bây giờ em đang sửa nhà đúng không? Bây giờ vậy là em sẽ giấu chỗ khác, không giấu chỗ đó nữa. Biết là đúng không? Mốt nó tâm sự rồi, bây giờ là đang sửa nhà. Nhưng mà bây giờ mấy mốt mấy bài về đừng có đào mấy lời chỗ cũ nha. Khai xong là mấy mốt đổi rồi. Dạ, đổi rồi. Đâu quá anh, em nói chỗ đó nhưng mà cuối cùng vẫn giấu chỗ đó luôn. Chúng ta sẽ đến với tình huống cuối cùng. Điều chồng muốn nghe nhưng vợ không chịu nói, đó là: ông xã yêu, em xin lỗi anh ơi em muốn hôm nay cho chồng thêm nhiều tiền tiêu nhé. Nói ông có chừng hay làm nghe bốn câu nói ông. Chồng muốn nghe em nói câu nào? Muốn nghe câu ông xã yêu á. Em ít khi nào nói, hầu như không nói luôn á. Hoàng nó muốn, đôi khi nó muốn nói em xin lỗi anh rồi đi. Không nói được luôn. Kỳ đó. Vậy là câu C nói được phải không? Câu C được á. Câu C nói được. Câu C nói được. Câu C nói được. C trụ mà nói không được thì nhắn tin. Anh ơi muốn gì vậy? Chưa biết á. Như vậy là em chốt là A đúng không? Ông xã yêu. Còn Hồng Phượng, em nghĩ chắc câu B quá. Biết em có lỗi nhiều Duyên Phúc luôn hả? Không, từ đó giờ chưa bao giờ em xin lỗi trước hết. Bạn có xin lỗi em không? Trời ơi, phụ nữ kỳ á. Phụ nữ có mấy gì kỳ á mà. Nhà em là bất di bất dịch luôn. Là chỉ có chồng có lỗi, tại vợ không bao giờ có lỗi. Đúng rồi, phụ nữ 9 năm yêu, 12 năm cưới anh. Bao giờ luôn, khó luôn á. Có lời xin lỗi luôn. Em không làm sao em cũng phải xin lỗi luôn. Trời ơi, anh em nói thiệt không? Phụ nữ khi mà chết đi rồi á, là lên thiên đàng không á. Rồi sao? Thấy không có lỗi, rất là trong sạch. Vô tội, vô tội. Tội là đàn ông không? Có nghĩa là chết đi là lên thiên đàng hết. Mặc dù lỗi, tội lỗi rất nhiều. Lỗi rất nhiều, còn đàn ông của em là không có lỗi. Hay lại sai là lúc nào cũng xuống âm phủ. Đài. Thật ra là bốn câu này là bà Trâm ở nhà chưa bao giờ nói cho Hoàng mày nghe. Hoàng mày đều thích muốn bốn câu này luôn. Nhưng mà có một cái câu mà thường thường là bà không bao giờ bà nói, là cái xác suất cao nhất là ông xã yêu. Hay quá. Thế thiệt. Cái câu mình muốn vợ mình nói nhất là em xin lỗi anh. Bởi vì chưa bao giờ Phượng xin lỗi Phúc á, mà toàn là 9 năm yêu 12 năm cưới là toàn là mình xin lỗi bà không à. Đó. Cũng được cái. Cũng vớt giác được cái. Sau cuộc đại chiến về sự hiểu nhau vợ chồng á, thì ở Hoàng Mèo 3, bên đây mới có 1 thôi. Có nghĩa là chiến thắng vòng chơi đầu tiên thuộc về đội Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm. Bây giờ thì chúng ta có một khoảnh khắc nhỏ nhỏ thôi, khoảng phút mấy gì đó. Mình có thể nói những cái gì mà mình không thích chồng mình nhất. Cái điều mà em không thích ở Mèo á là ổng vô tâm lắm. Có thể ổng sẽ là 100 điểm đối với bạn bè, đối với anh em xung quanh, nhưng với vợ con á thì là không được cái điểm như vậy. Trời đất ơi. Dạ. Không được chứ em, ít ra cũng được 50, 60. Không được, không được điểm như vậy. Thường ngày á là không bao giờ quan tâm tới vợ con. Đi làm về vậy là ôm điện thoại, chat, chip đùi với bạn. Còn không là lăn ra ngủ. Vợ con làm gì kệ, vợ con không thèm chơi với con nữa. Bởi vì nhiều lúc em bực lắm.
cái này quan trọng lắm đó hoàng mày. Em nổi điên hoài à. Chăm sóc mà quan tâm với người... Em không có cần nhiều, em không cần ví dụ như một ngày anh phải bỏ ra 3-4 tiếng, 5-6 tiếng đồng hồ đấy, không cần. Em chỉ cần khoảng chừng nửa tiếng, 15 phút gì đó chơi với vợ con hoặc là nói chuyện quan tâm trò chuyện gia đình, mà hầu như là ổng không có. Giờ có rồi. Có chưa? Có rồi. Phải có nha Hoàng. Mới gần đây thôi chứ ngày xưa là không có. Cực kỳ quan trọng à, một người đàn ông đối phụ nữ là cái chuyện quan tâm chăm sóc đó. Cho dù cưới nhau 5-30 năm nữa à, cũng phải giống như anh vậy, anh cũng đi quay như em vậy. Nhiều khi mình khuya mình về, mình thấy vợ ngủ ha, mình giả bộ mình xuống mình thả xả giặt giặt mấy cái đồ ha. Cái mình lên cái lúc sáng ba tỉnh vậy nó trời tối mình giặt đồ em sạch hết rồi khỏi bỏ vô máy nha. Cho mình thấy rằng một chút quan tâm thôi nó cũng có, cho mình đừng bỏ qua cái đó hết sức là nguy hiểm luôn. Ok, tối nay em về em giặt hết luôn. Đồ bị sạch mình lấy giặt luôn. Tại vì ổng chắc có lẽ em nghĩ là ổng thấy là em giỏi quá, em tháo vát quá, cái gì trong nhà em cũng làm được hết, cho nên là bị cái bệnh phó thác á. Lâu lâu về nấu cơm cho bà xã ăn á. Nấu có không anh? Ừ, nhưng mà em nấu em ăn thôi đúng không? Dạ, nấu mới về em ăn được. Nấu tại vì em là thánh trộn anh hiểu không? Thấy trộn tùm lum tùm la vô lắm, không có gì dính với cái gì hết á. Chẳng hạn như bà kia nấu mì gói thì em hay nấu em bỏ thêm trứng quậy lên, xong em bỏ thêm giá lên đồ đem lên nấu, tôi không ăn được cái này. Tôi là original đàng hoàng, đơn giản nào ra cái đó đúng không? Nào ra cái đó, ông dưỡng trộn tá lại. Tại vì em muốn bổ dưỡng. Không ăn được, phải ăn. Còn em? Em có không thích điều gì hết Tâm? Trời ơi, nhiều lắm sao nói hết được. Theo em chỉ đơn giản thôi. Cái gì thích em hay không thích em, nói cho em nghe rồi xong đừng im lặng. Là nói hoài em nghe nên em im lặng luôn. Đàn ông vậy đó, không nói thì kêu không nói, mà nói hoài kêu là nhai ngải. Nói hoài cảm ràm mà, đó đó. Nhưng mà anh chưa bao giờ nói em cảm ràm. Rồi ở đó chưa bao giờ nói luôn. Thôi cái này về viết thơ rồi nhắn tin. Thì em có nói rõ ràng luôn, bây giờ là nếu mà anh ước thiếu gì em không nói được thì em cứ nhắn tin. Đúng rồi. Đi với bản. Ừ, hôm nay là ông đang thiếu cái này nè, thiếu cái kia, đừng làm này đó. Em nói vô Facebook, nhắn lên Facebook. Rồi, còn bên đây cho em nói hai điều được không? Ủa, hai điều luôn. Hai điều, một điều ít quá. Anh Linh nói một thì nói một thôi. Thì hôm bữa chương trình Vợ Chồng Son là nói một mớ rồi. Thì bây giờ là em nói một mớ là hôm trước chưa có. Vậy sao nó phát sinh đúng không? Dạ, phát sinh ra. Chồng em được cái là ngược lại với bên này. Tức là rất là quan tâm tới con rồi kia thứ mà không quan tâm tới vợ. Thôi vậy cũng được rồi. Xung phong lắm chú ơi. Không được đâu. Con rồi tắm rửa cho em con vậy ăn, là được. Làm rừng rừng hết trơn luôn, quăng cục lơ cho em luôn. Không, không được. Không được luôn anh, thấy không? Phải đều hết luôn anh. Ai sinh ra con cho em đưa em đi học. Ai sinh ra con để em có người gọi bằng ba. Vậy thì cái người đó mình phải chăm sóc, phải quan tâm người đó. Anh phải bên phe em chứ anh. Không. Không luôn hả? Không. Không luôn. Anh không là luôn. Người trung gian là không có phe đúng ai rồi. Hết. Chính xác. Biết rằng đôi khi anh cũng dạ. Giống như em. Nhưng mà ở đây đôi khi mình phải nằm mình suy nghĩ lại. Trời ơi. Ngược. Tan. Làm chồng mà phải hiểu. Trời ơi. Trời ơi. Em nói anh nghe phụ nữ họ đòi hỏi nhiều lắm. Anh đừng có chiều họ. Tại vì càng lớn tuổi phụ nữ họ càng sâu sắc đồng thấm và họ càng đưa ra những cái lý do mà nó vô lý lắm. Ừ, vậy. Nhưng mà họ sẽ trở lại thành một cái đứa trẻ như em kiểu anh đừng như chăm vậy là ok không chăm. Nhưng mà chị vượng là không được. Tức là chị phải muốn giống như kiểu ôm ấp hôn mít thì phải ôm hôn mít con luôn, mà vấn đề học đâu có thời gian làm chuyện đó. Mà anh ơi già rồi đó. Bây giờ em 40 tuổi thì anh hôn con rồi sẵn anh là bộ anh. Đâu chứ bà để ý đâu kiểu như anh có nha, anh có hôn con xong hôn em nha. Ôi, 8 năm lần. Trời ơi, có, mỗi lần tôi đi làm buổi sáng tôi đè tôi hôn lúc đó. Tất cả mọi người vẫn còn say nồng. Và em có hết hết hồn mở mắt ra, xong rồi ngủ tiếp. Em hôn đều quá, em bị làm là hôn đều quá luôn. Được, vậy được. Được đó. Dạ. Cái gì nữa không? Thì đó, cái đó là điều thứ nhất. Rồi. Điều thứ hai. Điều thứ hai em bonus thêm là cái lý do tại sao mà ổng hồi hộp với em. Tại vì là cứ mở miệng nói chuyện câu trước câu sau là gây lộn, chán quá không nói nữa. Kiểu mà nóng vội anh, khi mà mình chưa kịp giải thích cái lý do, mình chỉ mới nói ra cái ý đầu là đã ông nói cái lý lẽ của ông, cái mình kiểu như bị mất hứng anh. Thôi tắt bếp luôn, khỏi nói luôn rồi xong. Mới nói hơi hé ra một cái thôi. Ủa chồng sao hồi hôm qua về trễ nãy bắt đầu chàng gian đại hảo, tôi không biết trốn biết sao vậy. ABC đây rồi kêu hồi xong mệt quá, em mệt quá, em nói thôi rồi, thôi muốn làm gì làm đi, không nói nữa. Đây nẹt bô hoài luôn.
nè cô hoài, nói là nẹt hết xăng luôn, nẹt hết xăng luôn. Xong rồi em im, bây giờ em nói gì nữa? Nói sao dạ. Nẹt nữa đúng không? Nói sao nẹt nữa, nên thôi im. Rồi đó gọi là đánh phủ đầu đó. Nghe là phải nghe cho hết đầu đuôi câu chuyện. Em không nói gì nữa, tại sao em không nói? Nhưng mà em nói là em nói là lý do đó là không phải vậy, em không giải thích chứ. À mà cái tốt hơn nữa là khi mà ông nói câu chuyện này xong rồi ông quẹo ra, ông đi một cái câu chuyện salad lơ, cái mình quên nó kỹ đâu. Trang đây, y Trang. Ông nói một cái câu chuyện, ông đi xa luôn. Đâu đi phải. Xa một hồi là giống như là ông không có sai luôn, không sai á, đi xa luôn. Ông vẽ một hồi là đi xa mút luôn cái câu chuyện đó luôn á, hồi khi mình quên luôn cái câu chuyện đúng rồi mình tính đâu. Thôi nghiệm lại nó buổi cuối cùng có lỗi nha. Phương đòi hỏi những cái vô lý là vô lý như thế này. Thí dụ như vậy, em nói giờ hôm nay em đi uống vài ly với anh Hoàng đi. Ừ. Xong hồi cái này sao giờ này chưa về, sao đi lâu vậy, đi với ai được kêu hỏi. Ủa nó đi với anh Hoàng rồi, bắt đầu hỏi cái em mới kể là trong gặp anh Hoàng gặp ai rồi kể sao kể hết. Bắt đầu em kể thì em mới kể câu chuyện luôn, cái mồm ông quên hỏi lý do tại sao bắt em đi với anh Hoàng. Tại em hỏi cái mồm quay quá la em nó, tại sao ông nói nhiều, tôi hỏi có lý do tại sao ông đi với anh Hoàng không kể, ăn nhậu ông làm gì cái mồm coi ta làm MC thì dẫn chương trình nó có tàu đầu luôn vô đề. Đúng rồi anh, em nói em nghe, em sợ nhất là cho đi, đã cho đi rồi đúng. Thì cái chuyện của người ta đi và người ta muốn làm gì là miễn sao là nó đúng trong cái khoảng thời gian đó hoặc đúng cái câu chuyện đó được rồi, cho đi hay hỏi á. Mà đã thề là em với Hoàng không có gái mà bà cứ nói có con nào ngồi, có đứa nào ngồi không, một hai mỗi thề ai không thề được trời. Hình đăng Facebook cũng một mấy thằng trai ngồi vậy, con gái là đứa nào trời, đăng Facebook thì mấy đứa gái né ra. Có anh thấy miên nhảy do trời ơi, anh thấy lại nhiều lý do phụ nữ luôn với lại mà đã cho đi rồi đúng thì là đó là tụi ta đã tới đó rồi, còn hãy ưa cho đi xong rồi hãy có chuyện mà nhắn tin. Làm gì vậy? Đúng rồi. Đi rồi mà, để con hỏi lại. Anh Hoàng, anh em mình là con có học đại học dạ, đúng rồi, không phải mình tào lao. Đi rồi mình nói mình đi chứ đâu có tìm đâu. Tấm gương ngời sáng đây. Cho đi, đi luôn một lèo, gọi điện thoại hoài không được luôn. Cuối cùng khuya về, vợ ơi, mất điện thoại rồi. Hỏi làm sao? Xỉn có bỏ quên trên taxi. Đó là lý do em không gọi điện thoại. Thì kêu là ủa sao vợ không gọi, sao vợ không tới kêu chồng về, không tới đưa chồng về đi, thì vợ chồng đâu có mất điện thoại. Ủa làm sao cuối cùng mất điện thoại là lỗi của em đó. Đúng rồi, tại vì em gọi. Đó mà em gọi thì kêu là đã cho đi rồi, tại đã sao kể, đã kể cho Linh nghe em kể. Em nhậu ở địa điểm đó rất là gần ở nhà em. Nghe địa điểm đó luôn thì em nói chứ dù cái gần cái vợ mới chạy ra đó đi. Tại vì người quen không, không chạy anh. Gần tại vì giờ. Tại vì gọi điện thì kêu là tay sao cho đi rồi còn gọi. Mình không biết thì ập tới luôn, không chịu tới, không chịu tới, không gọi cùng em đi taxi về em để điện thoại trên xe em mất thì có lý do là tại bả tao không chịu gọi. Dạ chương trình cho em xin một tập nữa. Để tập sau em dặn. Đúng rồi, cho đi hay càm lại đi. Bây giờ Phúc không thích điều gì ở Hồng Phượng? Có một cái em không thích là từ vợ chồng son tới giờ là chậm mà không có nhanh được. Ví dụ giờ anh kêu ba nấu cơm đi. Ba nấu từ sáng thì tới gì tới trưa là anh ăn trưa đúng không? Anh có thể anh tới 3-4 giờ chiều anh mới ăn buổi trưa. Nhưng mà đó là làm kỹ, không biết kỹ hay không kỹ, nhưng mà thật cái ăn nó cũng như ngoài tiệm thôi. Nhưng mà vấn đề ba làm rất là lâu. Bận rộn, đang làm chuyện này cái bị bận chuyện không phải là ba không tập trung anh, tại vì ba bị lớn tuổi á, giống như tự nhiên ba sanh đẻ nhiều quá thì giống như ba bị em bao nhiêu đứa mà hai đứa rồi nhưng mà em nghĩ nhiều khi lúc chết thuốc mê hay gì nó bị mất trí nhớ sao ba cứ làm ở chậm chậm từ từ cái ba nêm ra nêm vô hồi nó chung có lộn. Em về đẻ đứa nữa nha. Không thì có một lần duy nhất mà em tức quá thiệt á. Không phải mấy lần luôn. Nấu cơm xong rồi tới hả? Em thằng em bút đồ ăn ngoài về ăn hoặc là qua nhờ mẹ nhờ. Có lần luôn, không phải một lần. Nấu cơm mà quên bấm nút. Tổ chức một cái tập cho nói suốt ngày luôn. Hai cặp này nó nhiều mâu thuẫn ghê luôn. Họ mâu thuẫn gì lắm anh ơi. Em nói thiệt anh giống như là cái gì em thiên tượng quả liền đại hãng thủy quan gia ngõ hẹp. Trời ơi quan gia có nghĩa là lửa trên trời với lại nước cho nên là dập hoài. Chắc ngồi kể hồi chắc tôi cũng giữa tôi thấy sao tôi cũng giống hai người. Vòng chơi thứ hai là vòng chơi mỗi đội sẽ đưa ra một cái món ăn mà họ có thể nói tự tin về món đó. Họ sẽ nấu, sẽ có phần hỗ trợ của đầu bếp chuyên nghiệp. Xin giới thiệu Cẩm Thiên Long. Xin chào, chào Cẩm Thiên Long. Rồi, hôm nay thì Phúc nấu món gì? Dạ, món của em cái tên rất là kêu luôn anh. Lão Trư Cam Chịu. Dạ, tí nữa anh ăn anh sẽ biết. Em Cam Chịu. Dạ không, người Cam Chịu là em. Không, người em, thưởng thức. Em mới Cam Chịu anh, cuộc đời em đắng cay. Em người thưởng thức mới Cam Chịu. Em mới Cam Chịu. Em, anh mới tin em, Linh. Mình anh em mới tin nhau. Em Cam Chịu. Rồi, để họ có ăn thôi. Dạ. Anh hiểu ai hơn á. Bên đây nó món gì? Dạ, Tịnh Hoàng Cam. Trời ơi.
Một ngày chắc à, em thì cũng chưa luôn rồi đó. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Anh nghĩ trong từ điển ẩm thực của Việt Nam thì cả thế giới luôn. Anh cũng chưa bao giờ nghe cái từ này chứ. Anh xong hai vợ chồng bệnh luôn. Bệnh là hai bệnh là bớt chửi nhau. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ có 30 phút để hoàn thành mấy cái món lạ nhất trong cuộc đời này. Tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng. Lão Trư không chịu. Có là thịt heo là lão Trư đúng không? Dạ. Cái cam là cam chịu. Dạ. Trời, minh họa rõ ràng. Hình như là ăn chay đúng không? Chay rồi. À, hoàng tâm. Có nghĩa tụi em ăn xong rồi tụi em sẽ tịnh lại đó. Ý là em là giỏi em. Chứ em là phải tịnh lại đúng không? Dạ, khẩu chiến đó ha. Không khẩu chiến. Ý nghĩa cũng tốt. Trâm ơi, hai mình ra kêu cà phê đi. Ở đây cứ mất hồi kiếm chuyện. Có khi nào là Phúc vào bếp là nguyên một ngày không? Dạ có anh à. Thường xuyên luôn, nhiều khi lúc mà em đi vắng thì cũng ở nhà nấu ăn cho con được. Làm nói chung là khi em về thì em họ dọn dẹp cái chiến trường hậu quả đó thôi anh. Thường thì Phúc là rất là nghiêm túc trong tất cả mọi việc, anh nghĩ là như vậy. Dạ. Có mình anh khen em vô bếp mà còn... những cái kinh nghiệm này là nhờ làm MC những chương trình ẩm thực giống anh đó, là đi coi người ta thôi chứ. Rồi sao chê quá, phụ nữ sao? Hay chê là nó muốn chứ. Sao anh khoái cắt dọc quá vậy? Chứ em muốn cắt hả? Cái này người ta cắt lát sao cho xéo cho nó đẹp mắt, chứ nhìn cái cây nấm hết muốn ăn luôn á. Trời ơi. Trời gì trời, cái chưa gì hết, cái càm ràm quá vậy. Người ta phải cắt lát dọc nhìn cho nó hấp dẫn. Trời ơi, đầu bếp đây nè, đang đứng đó, ta còn chưa nói gì em sao? Thì nói đúng không Long, người ta cái cây nấm này nè, người ta phải cắt nó lát nhìn nó mới ngon. Thật ra nó cũng chỉ là cái hình thức thôi mà. Thôi nhưng mà chị nhìn là chị thấy không muốn ăn rồi đó. Rồi, có nghĩa là cắt lát gì đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, cái quan trọng đó, nhất là cái việc người ta phải chỉnh sau bài. Khi nghe vẫn làm theo. Tóm lại cắt mỏng mỏng thôi trời. À. Vậy sao nó chín? Mình kệ nghe vợ đi Hoàng Mèo. Đi em nghe đây, em vẫn có mà. Bây giờ ai làm chồng làm, mấy vợ làm đứng cho nó. Có cho vô nữa hả? Có cho cái đó. Cái vỏ đó làm sao ăn? Có cho, bỏ cho vô chứ. Trời ơi, lần đầu tiên em thấy ăn cam ăn vỏ luôn nè anh. Gì đó hả? Cắt vỏ bỏ vô luôn trời. Đó cũng lạ đó em, đó là cũng là một phương pháp nấu ăn đó. Tại cái phần vỏ nó có thuốc nhiều á. Thấy không? Bởi vậy, nó thấy bào vỏ ra ừ thấy cũng có thể anh cho Trâm với lại Phượng đi ra ngoài chơi được không anh? Em nói bàn lắm thì các nếu như cái này cái tấm thớ của các bạn mà bị chạy rất là đơn giản. Đầu bếp bị chỉ cho tôi đó là lấy một cái khăn thấm nước và đặt ở dưới. Em biết không? Không luôn. Thấy chưa? Không biết luôn. Ủa đâu bây giờ là Hoàng Mèo vô bếp hả Tâm? Hiếm lắm. Giỡn hoài. Có một lần em ăn cảm thấy ngon là cái cơm xong cái ổng không biết ổng bỏ cái giống gì trong đó đó, rồi ổng chiên một cái trứng xong cái ổng chải ra, ổng đắp lên như cái mền vậy đó. Đó là bữa đó em ăn cái tô cơm đó là lần đầu tiên thấy chồng em nấu ngon. Kiểu Hàn Quốc đó. Dạ, lần đầu tiên luôn á. Đâu cần phải tố hết cho mọi người biết đâu. Ông thì nói sự thật thôi. Nhưng mà trong những cái buổi nấu ăn thì Hoàng Mèo có công nhận là vợ mình nấu ăn ngon hay không? Có phục tùng hay không? Hay là có những gì góp ý để vợ có thể nấu ăn ngon hay là... Anh nghĩ rồi em có không phục tùng không anh? Dù cho nó dở tới nào mình cũng nhẽn miệng cười. Ủa có dở luôn hả? Chưa. Anh nghĩ chuyện vợ chồng mình cũng nên nói thẳng nhau chứ tại sao phải chịu đựng? Bởi vì chúng ta sống cả đời mà không lẽ cứ ráng ăn đó hoài vậy em được. Tưởng đâu là ngon không à? Đúng rồi, em nấu đi nấu lại cho ăn hoài. Nhiều khi mình ăn mình cứ tưởng ngon rồi vợ nấu đi nấu lại hoài, chính là cái đó mới là cái áp lực đó. Từ ngày hôm nay trở đi là em sẽ nói là cái gì không ngon là em nói thẳng. Ừ. Tại vì em có vốn rồi. Đúng rồi, một hai đứa con rồi. Ừ, cùng lắm tôi đi thôi. Chát hai đứa tôi đi thôi chứ gì đó. Cái vị ở trong nhà Phúc với Phượng á là hai vợ chồng có hợp với nhau hay không? Dạ khác nhau anh. Dạ nhà Phúc thì ăn hơi ngọt hơn bên nhà em, tại vì gu theo miền Nam. Còn nhà em thì gu Bắc thì ăn ít ngọt hơn xíu. Cho nên khi mà em nấu em nêm nếm các món á thì là em thường là cho ít đường, thì ông này ổng cứ càm ràm là sao mà nó thiếu độ ngọt. Em mới nói là ăn đường nhiều quá không có tốt cho sức khỏe, em không có cho ăn. Là... 12 năm qua nó cứ vậy thôi. Dạ. Tức là không có thể là hợp như dạ, chung thì... cái vị. Có giảm bớt, tức là giảm bớt theo em, nhưng mà đối với em như vậy thì cũng vẫn còn hơi nhiều. À, cũng dạ. Nhiều đường quá đúng không? Dạ, nhiều đường. Còn cái chuyện mà chăm con cái thì á là ai sẽ là người nấu cho con cái ăn? Dạ, em làm nhiều hơn. Em nhiều hơn. Dạ. Bây giờ là anh đang chuẩn bị bước tiếp theo là gì? Anh làm. Anh có sơ chế đủ hết chưa? Rồi. Cái này anh có cắt luôn không? Hành tây rồi. Anh nghĩ là chắc phải để như đây là ổn.
Thôi mình còn 15 phút nữa. Cho em vô 1 phút nha. Được, vào đi em. Em vô 1 phút em nêm nếm nha. Ngọt quá. Tâm có vào không? Thời gian của em không? Không, em thấy ổng làm cũng ổn. Tính nhau vậy chứ. Món này là chỉ xào cho chín thôi chứ đâu có gì phức tạp. Nhưng mà quan trọng là cái tâm của anh, em hiểu không? Đặt ở trong cái này. Đúng không cưng? Bỏ cái gia vị tình yêu vào. Đúng rồi. Cái độ mặn mà của nó đậm đà của nó. Chưa nãy giờ tôi thấy chưa có nêm. Hãy nêm một chút yêu thương, một chút lãng mạn. Nãy giờ em thấy chén bột nêm còn như tên. Rồi hết thời gian. Em chưa kịp làm gì thôi em mới nêm. Một phút nhanh lắm. Em thấy còn dầu hào chai nữa phải không? Em nêm một nêm nhiều khi nó mặn quá quên luôn, là không thể bỏ dầu hào vô được. Mình có thể nếm thử, tại đây mình cũng còn cái phần nước nè. Cái nước này cũng nấm ra nó ngọt. Bệnh có không cho dùng dầu hào cho em xin dầu hào đi. Có, bỏ dầu hào. Bóp, bỏ miếng dầu hào vô nè, nó sệt cái nước này, màu nó đẹp hơn. Được ha, cảm ơn Long ha. Dạ, rất là bắt mắt. Rất bắt mắt luôn. Em thấy là mình bắt đầu với lại cái món chay trước đi. Ôi, định hoàng trăm thôi. Em không tin là chồng làm được vậy luôn á mọi người. Coi thường nhau quá, bạn coi thường nhau quá chết rồi. 10 năm coi thường cuộc đời nhau quá. Đây, mình cứ thử đi ha. Mình thử đi. Thử xem sao. Sao vậy Linh? Được không anh? Cái hay nè, là ít dầu. Dạ. Nếu mà ta xào miếng mà dầu nhiều quá đó, bóng cái miếng lên đó, ăn nó ngán lắm. Nó ngán lắm. Dạ. Vị đậm đà cay chứ mà vị đậm. Lỡ tay. Lỡ tay đó hồi nãy nửa chén bột nêm téo giọng. Nhìn màu sắc bên đó là thấy phong phú rồi đó. Đúng rồi, chết. Xong rồi đó. Chết tôi. Em phải té hết nửa chén bột nêm vô. Hèn chi nó đậm. Nó cay nó nhẹ nhàng không, ta cần trang một ít nước tương vào. Dạ. Ha. À, bây giờ tiếp tục mình uống nước đi để cho nó phá cái vị tỉnh hoàng trăm đi. Tỉnh hoàng trăm. Ngon, em thấy ngon. Em thấy vừa, cái đồ xào nó hơi mặn chút xíu thôi nhưng mà cái miếng nó là vừa, nó lẹt cho nên là em là phải ăn một miếng cơm, một miếng thịt, một miếng cam và một miếng ngò để mới đúng cái gu của em, cái món em. Trừ đó, lão trừ đó hả? Lão trừ cam chịu ra. Lão trừ cam chịu. Chỉ có nghệ sĩ mới nghĩ ra những cái từ như vậy thôi. Em thì đánh giá từng món trước đi. Ở cái món chay thì rõ ràng là cái khi mà ăn chay thì lúc nào nó cũng là phải kết hợp rất là nhiều cái loại nguyên liệu khác nhau. Giống cho nên là cái việc mà cái khâu chuẩn bị của mình ban đầu thấy rất là tốt. Tại vì kết hợp rồi. Thứ nhất là nấm, nấm luôn là một cái sự lựa chọn rất là cần thiết trong một cái buổi ăn chay. Tại vì nó mang tới rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thậm chí là có nhiều người còn so sánh là mình ăn nấm là mình có thể thay thế được cho các chất đạm như là thịt cá luôn. Các loại rau củ như là măng tây nè, như cà rốt thì lại bổ sung một lượng chất xơ rất là nhiều. Về kỹ thuật chế biến thì rõ ràng là anh Hoàng đã làm được như vậy thì thật ra là khá thành công rồi. Ở cái khâu mà chuẩn bị ban đầu của mình là nhiều miếng á. Chính bản thân của những người mà nữ công gia chánh ở nhà mình làm á, luôn lúc nào cũng bị lo vấn đề là bị dính hay là bị nát. Thì Long chia sẻ luôn rồi, để cho cái này mà mình làm được nó ok và đẹp á, thì lúc nào miếng á, mình cũng cắt ra trước, cắt cho nó vừa ăn. Tại vì mọi người cứ nghĩ là cắt nhỏ quá sẽ nát, xào nó nát, nhưng thật ra mình càng để dài mình xào thì sẽ bị bết lại với nhau luôn. Mình cắt xong mình ngâm nước và sau đó là bắt đầu cho đi nó trụng vào nước sôi chút xíu thôi, chứ không mà mình ngâm nước xong mình đem đi xào liền là nó bị chai. Có những cái là mình ăn miếng mình thấy nó bên trong nó vẫn còn sượng sượng á, và đó là cái việc mình chúng ta không trụng trước. Sau khi trụng rồi thì mình cứ cho chút xíu dầu vô thôi, bóp trộn nó để cho nó giữ, rồi lát ra mình xào. Cái điểm hay ở đây ở một chỗ là lúc mà anh Hoàng anh xào á thì anh cho rất ít dầu. Nấm nó có cái tính chất là nó hút nước rất là cao. Tại trong nấm á, nó hút dữ lắm. Cho nên là nếu mà mình xào nhiều dầu thì nó sẽ hút ngược vô. Mình ăn cái mình cắn ra cái mình thấy cái nấm nó bị ngập dầu khó chịu lắm. Mà ăn chay thì người ta rất là hạn chế cái việc vào dầu mỡ. Cho nên là đó cũng là một cái điểm hay trong cái việc chế biến. Cho nên là cái dĩa đồ ăn này cũng khá là vừa. Vừa cho từ cái khẩu vị cho tới cái cách chế biến. Để mà nó hoàn hảo hơn thì nếu mà nãy anh ít cái hạt nêm lại xíu mà cho cái dầu hào vô thì mình nhìn cái cộng miếng nó đậm đà hơn. Sẽ đẹp hơn. Đúng rồi. Và cuối cùng nếu mà mình có thể là mình cho xíu dầu mè vô. Xíu dầu mè rồi hay là rắc lên trên xíu mè ăn nó đậm đà hơn. Mà trong mấy mè cũng rất là nhiều chất dinh dưỡng. Trong cái miếng mè nếu mà mình xào á
nó có thêm màu sắc cho dùng những cái loại ớt chuông đó. Dạ, ớt chuông màu vàng. Ớt chuông là một trong cái loại rau củ quả rất nhiều chất xơ, thậm chí nó nhiều vitamin hơn là cả trái cam nữa. Dạ. Có những cái loại ớt chuông mà một cái ớt chuông nó bằng 8 trái cam. Vitamin nó mức như thế. Mà vợ ăn ớt chuông được. Tại không biết ăn á cho nên nó không xào luôn. Bạn này không ăn ớt chuông nó giống như là bị hăng á anh. Nó bị cái mùi á em ăn không được. Nhưng mà được. Đó là tốt lắm, vitamin lắm. Còn đối với là cái món thịt heo thì lúc nãy cũng giống như lúc mà anh làm cái phần cuối á, tức là mình cũng cảm giác cũng sợ là nó bị đậm đà, nhưng mà thật ra tới lúc ăn thì này cảm thấy là nó rất là vừa, và còn thấy là nó hơi ngọt chút xíu, tại có thể là một phần là do cái trái cam này nó ngọt quá. Trái cam này chỉ cần có vị chua chút xíu thôi là cái món mình nó vừa vị luôn. Tinh dầu cam nó có thể làm xông lên mũi, làm nhẹ nhàng cái khoang mũi, và tinh dầu cam nó sẽ là một trong những cái chất kích thích cái vị giác chúng ta, chúng ta phát triển về về cái bồng họng đó. Bởi vì em sử dụng cái tinh dầu cam ở đây rất là hay, nó tuy là nó nhỏ thôi nhưng nó là một cái dấu ấn, một cái điểm nhấn ở trong cái món ăn của em. Còn nếu như nãy anh nói, nếu không có cái cam, cái vỏ cam, tinh dầu cam thì cái món này nó sẽ lẫn vào rất nhiều món người ta đã từng làm. Hôm nay thì cảm ơn hai cặp đôi rất là dễ thương, dịu dàng, sốc nổi đã tham gia chương trình rất là tuyệt vời. Hôm nay em có muốn, có một cái điều gì mà em muốn nói Phúc trong ngày hôm nay không? Cái chuyện mà nấu cơm với lại vào bếp với nó cũng rất là đơn giản và bình thường, nên là nếu mà đã thành công thì chồng cứ dậy phát huy nha, về nấu ăn mỗi ngày cho vợ ha. À, Phúc cô muốn nói gì với Cường? Em thì nào giờ em vào bếp là bà hay la em, với lại bà không có cho em vô bếp là phá banh cái bếp của bà, nhưng mà em cứ vô. Tại vì em nghĩ là học tập theo anh Linh hoặc là anh Hoàng á, tức là nhiều khi á, những cái việc nhỏ đó mà vợ lại yêu mình hơn, mà chưa chắc mình đưa cục tiền bằng vô mình nấu một bữa ăn có thể nó không ngon. Em biết là bà hay la em, nhưng mà la đó là la yêu thôi chứ không phải là la ghét. Mà để đi với nhau, ví dụ tụi em 12 năm, anh Hoàng 10 năm, anh Linh nhiều hơn, thì đi lâu hơn nữa thì mình phải có một cái sự mà tôn trọng đồng điệu với nhau. Và cách vào bếp là cách mà em nghĩ là em và các phái mạnh nên làm điều đó tốt hơn. Để yêu nhau thì có rất nhiều thứ để yêu nhau, để sống với nhau thì cũng có nhiều thứ, như để sống với nhau mãi mãi thì bếp chính là cái nguyên tố, là nhân tố nó quan trọng đến con đường bền vững mãi mãi của tất cả những cặp lứa đôi. Còn Hoàng Tâm, em muốn nói gì với Hoàng Mèo? Sẵn được tham gia chương trình Bếp Chiến thì em cũng muốn nói với chồng của em là bớt làm biếng đi, bớt lười đi. Bây giờ vô bếp làm những món đơn giản cũng được nữa. Anh không biết mỗi lần anh nấu ăn cho em á, em có hay nhăn thiệt, có chê thiệt, nhưng mà ở trong lòng vui lắm. Qua chương trình này thì em thấy em bị bóc phốt nhiều quá. Em có cảm giác như là em sẽ chú tâm hơn những cái chuyện mà em gọi bị gọi là vô tâm á. Đã sẽ rút kinh nghiệm những chuyện đó, có gì bỏ qua cho anh. Chỉ mong là mong em hãy đi đến cuối đoạn đường với anh nữa nha, và hứa anh sẽ không không có, anh sẽ không vô tâm nữa. Tâm, anh nói gì với Hoàng Mèo cái câu mà gì đó? Không được đâu anh, lấy tua nói được nha. Em sẽ nói một câu đi, chắc chắn anh nghĩ rằng Hoàng Mèo sẽ không bao giờ vô tâm nữa. Nói đừng có ăn nói. Nói đi, phải nói đi. Trời, nó phải là, bây giờ nó khó nói, nhưng em tập nói một lần em sẽ nói được nữa nè. Thử đi nào, thử đi. Kỳ đó. Vô, nhạc Romeo Juliet lên nè. Nói đi kìa. Nào nào, thử xem nào. Trời thấy ghê. Nếu mà chị, nếu mà chị làm được thì anh Hoàng cũng sẽ làm được những cái điều mà anh không làm trước đây. Khó không? Được. Một nét nhạc tình cảm, một nét nhạc tình cảm. Hay là giờ em muốn anh nhắm mắt. Thay vì hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình, thay vì chúng tôi hãy nói câu ông xã yêu. Thử đi nào. 2, 3. Đổ mồ hôi luôn. Để nó nói đi. Y như mình đem chân thật. Vậy vậy anh nói trước cái câu bà xã yêu đi. Anh nói hoài luôn. Anh nói bây giờ vợ yêu. Thôi sẽ nói trước đi. Vợ yêu đó, bà xã yêu. Cũng được, em làm cái nào thoải mái được rồi. Rồi từ từ nó sẽ quen. Thôi đứng nhìn
Đấy đó. Rồi từ từ thì nó cũng sẽ quen thôi ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn Cẩm Thiên Long. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì chương trình Bếp Chiến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.